Hi, xin chào các bạn. Thì sau gần hơn một ngày mình mua con cá hoàng bảo yến về, thì tới ngày hôm nay mình phát hiện ra là nó đã bị bệnh các bạn. Các bạn có thể thấy là nó nằm trong một cái góc hồ và nó không bơi như những con cá sặc bọ khác. Thì sau khi mình tới quan sát kỹ thì phát hiện là nó đang bị nấm trắng cực kỳ nặng. Chỉ sau có một ngày thôi các bạn. Và cái bệnh nấm trắng này khiến con cá hoàng bảo yến của chúng ta gần như là không có hoạt động được nữa và sắp gần như sắp chết rồi các bạn. Đó. Không còn một chút sức lực nào để con hoàng bảo yến này có thể bơi lội được nữa. Các bạn có thể để ý kỹ cái bọ vây của nó, từ vây đuôi này tới vây lưng và tới vây bụng thì đều đã bị nấm trắng ăn hết rồi các bạn. Thì do nấm ăn hết cái vây như thế này khiến con cá của chúng ta bị đau và gần như nó kiệt sức và nó sẽ không có bơi được nữa. Tại vì cá bơi thì nhờ cái bọ vây mà vây của nó bị hư như thế này rồi thì khiến cá của chúng ta gần như nằm bất động trong bể. Đó, các bạn thấy những cái mảng nấm trắng không? Rất là nhiều. Và khá là bất ngờ là mình mua về có một ngày thôi mà con hoàng bảo yến này đã bị rồi. Trong khi cũng trong cái bể này mà những con cá săn mồi khác của mình thì không hề bị bệnh gì cả. Đó. Thì mình không biết là nguồn bệnh nấm này từ đâu ra. Nhưng mà mình đã thay nước cho toàn bộ cái hồ này rồi các bạn. Trước hết chúng ta không cần xét tới nguồn bệnh nó từ đâu tới cho con hoàng bảo yến này. Nhưng mà việc đầu tiên khi chúng ta thấy cái bệnh nấm trắng này là mình đã thay nước cho nó toàn bộ cái hồ. Và mình đã vệ sinh cả hệ thống lọc tràn của hồ này nữa, nghĩa là mình vệ sinh toàn bộ cái lọc này. Đó. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vào đây một ít muối hột. Muối hột đấy các bạn. Thì muối hột có tác dụng là sẽ diệt nấm trong hồ. Thì ngày trước mình cũng có một số con cá bị nấm trắng rồi và mình đã chữa thành công. Thì lần này mình sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp trước. Đó. Thì các bạn có thể tra thông tin trên mạng cái số lượng muối hột bỏ vào bể như thế nào là hợp lý nhất. Tuy nhiên mình bỏ một cái hồ như thế này, mình bỏ 3 thìa muối các bạn. Và các bạn thấy nấm nó ăn lên cả miệng của con hoàng bảo yến rồi, các bạn thấy không? Cái miệng của nó cũng đang có dấu hiệu sứt mẻ và đặc biệt hơn là cái vây ngực của bạn, vây bụng hư hết rồi. Nếu chúng ta không chữa kịp thời thì con cá của chúng ta gần như là sẽ chết trong vài ngày nữa khi nấm nó tiếp tục ăn lan vào bên trong. Nghĩa là các bạn có thể thấy là nó ăn từ ngoài vào trong, nó ăn dần, ăn dần, ăn dần. Đến khi con hoàng bảo yến nó mất hết các cái vây thì tự nhiên nó đuối sức rồi nó sẽ chết các bạn. Cái bệnh này cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên thì bệnh này chúng ta có thể chữa được. Đó. Từ ngày hôm nay mình mới phát hiện được. Đúng sau một ngày. Và hiện tại thì con hoàng bảo yến nó cũng bỏ ăn luôn các bạn. Nó không ăn được cái gì cả. Tại vì nó đang quá là đau rồi. Mình cho nó ăn thì nó không ăn. Cái vây ngực nó đang nổi máu lên các bạn. Các bạn có thể thấy cái vây ngực, vây mang nó đang nổi những cái vết máu lên kìa. Cảm giác là nó bơi khó khăn hơn rất là nhiều. Và nhìn con cá của chúng ta sẽ rất là tội. Và một điều nữa các bạn thể thấy là khi con cá của các bạn bị nấm thì màu sắc của nó bị nhợt đi rất là nhiều so với màu sắc ban đầu của nó. Nghĩa là nó đang bị phai màu đi một phần. Thì với một điều nữa là chúng ta bỏ muối vào hồ thì cá của chúng ta sẽ mất màu, sẽ bị phai màu đi.
Và bây giờ mình sẽ tìm biện pháp để có thể chữa bệnh nấm này cho con hoàng bào yến. Thì đây, đây là cái hồ mà mình đã bắt thêm một cái đèn UV để có thể diệt được vi khuẩn trong hồ các bạn. Và mình lo lắng con hoàng bào yến nó không đủ oxy, tại vì nó không thể ngoi lên mặt nước nó lấy oxy được các bạn. Thế nên mình đã cắm thêm một cái suối oxy cho nó để bảo đảm sức khỏe của nó có thể tốt để chống cự lại cái bệnh nấm trắng này. Hy vọng rằng vài ngày sau nó sẽ khỏi được và mình có thể cập nhật được tình hình của nó cho các bạn vào trong video ngày hôm sau. Hy vọng rằng nó sẽ khỏi các bạn. Ăn hết cả vầy luôn. Mất hết vẻ đẹp của con cá luôn các bạn. Thì một số người người ta chữa nấm trắng bằng cách người ta bật sưởi này các bạn. Tuy nhiên mình chưa có chuẩn bị sưởi cho cái hồ của mình, thế nên là mình đang dùng tạm đèn UV. Thì chắc có lẽ ngày hôm sau mình sẽ đi mua một cây sưởi về để có thể chữa được cho nhiều con cá bị bệnh nấm của chúng ta. Hiện tại thì chỉ có mình con hoàng bào yến bị bệnh thôi các bạn. Những con cá khác thì hoàn toàn khỏe mạnh và không bị vấn đề gì cả. Đó, thì có lẽ ngày hôm sau mình sẽ cập nhật tình hình con hoàng bào yến cho các bạn xem. Rồi thì bỏ qua hoàng bào yến một chút xíu thì mình sẽ qua cái hồ còn La Hán. Thì những cái hồ còn lại thì không có con nào bị bệnh gì cả, là cá của chúng ta rất là khỏe. Và con La Hán của mình cũng vậy. Thì rất là lâu rồi thì chúng ta mới quay lại cái con La Hán của mình. Thì hiện tại em nó còn rất là sung. Và một điều đặc biệt lưu ý nữa là nếu một hồ các bạn có một con bị bệnh nấm trắng thì các bạn nên tách nó ra và tránh đụng tay vào những cái hồ nước khác, tại vì cái bệnh này nó rất là dễ lây. Một khi lây xong thì cả đàn cá nó sẽ bị luôn các bạn, cực kỳ nguy hiểm, bệnh này lây lan rất là nhanh. Và nguồn gốc của bệnh này là do cái môi trường của hồ các bạn quá tối và thiếu ánh sáng, thế nên là nó sẽ sinh ra cái bệnh nấm. Lâu lâu thì các bạn nên mở cửa cho có ánh sáng cũng như là vệ sinh cái hệ thống lọc của mình thật là kỹ thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh nấm trắng này. Tại vì bây giờ hồ mình nuôi trong nhà không cửa sổ các bạn, thế nên là rất là tối. Còn ngày trước mình nuôi ở nhà cũ á, thì nó có cửa sổ, thế nên là cá của cho ta rất là khỏe. Còn qua nhà mới như thế này thì nhà nó rất là tối các bạn, và khả năng cá của chúng ta bị bệnh rất là cao. Rất là sung luôn, con cá La Hán rất là sung và rất là quấn người các bạn. Thì hiện tại nó to hơn trước rất là nhiều rồi và người nó mình cảm giác nó rất là dày. Em chuột kiến thì vẫn nằm trong góc và cái hồ của con La Hán luôn luôn sạch, tại vì con chuột kiến nó chùi rất là tốt. Nó vệ sinh cái hồ không có một vết bẩn nào luôn các bạn. Rồi, video hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Thì trong video mới nhất thì mình sẽ cập nhật tình hình bệnh của con hoàng bào yến cho các bạn xem. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như like video. Xin chào và hẹn gặp lại.